Khi nhà thờ Đức Bà cháy, cả thế giới như ngừng lại. Các nhà tỷ phú và chính trị gia vung tiền để giúp xây dựng lại nó. Ngừng lại hoàn toàn khi Amazon chìm trong lửa suốt 3 tuần. Chưa thấy có tổ chức hay cá nhân nào đứng lên cam kết quyên góp và phục hồi rừng. Vẫn chỉ có sự tranh cãi và đổ lỗi cho nhau giữa các bên liên quan. Sự khác biệt ở đây là chúng ta sẽ không thể xây dựng lại một trái đất mới. Một khi nó biến mất, nó sẽ mất vĩnh viễn. Chúng ta hãy cùng nhìn lại bức thư của người thủ lĩnh da đỏ Seattle viết vào năm 1854 khi Tổng thống Mỹ thứ 14 Franklin Pierce tỏ ý muốn mua đất của họ. Chỉ sau khi cái cây cuối cùng bị đốn xuống, chỉ sau khi dòng sông cuối cùng bị nhiễm độc, chỉ sau khi con cá cuối cùng bị đánh bắt thì chúng ta mới biết được rằng chúng ta không thể ăn được tiền. Và điều đó đang thực sự xảy ra với lá phổi xanh của chúng ta. Rừng Amazon là rừng mưa nhiệt đới ẩm ướt, không dễ bắt lửa như những vùng đất hoang, nhiều bụi rậm khô cằn ở California hay Australia. Theo kênh CNN, phần lớn những đám cháy này là do con người gây ra. Các tổ chức và nghiên cứu môi trường cho biết các đám cháy đang tàn phá rừng mưa Brazil là do người chăn thả gia súc và người đốn gỗ muốn phát quang để tận dụng đất rừng. Các nhà khoa học cho biết 99% đám cháy là hậu quả của con người dù là cố tình hay vô tình. Chính phủ Brazil đổ lỗi cháy rừng là do thời tiết khô, gió và nóng. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu môi trường và nhà bảo tồn lo ngại chính sách cho phát quang rừng của Brazil để phát triển trồng trọt và nông nghiệp là thủ phạm gây cháy rừng và sẽ chỉ làm cho khủng hoảng biến đổi khí hậu thêm tồi tệ. Chính phủ Brazil trong thời gian gần đây đã cho phép người dân đốt rừng, thảo nguyên để lấy đất canh tác. Kể từ khi lên nắm quyền, Tổng thống Jair Bolsonaro đã rất nhiều lần tuyên bố chính phủ sẵn sàng cho phép khai thác gỗ và các tài nguyên khác từ rừng Amazon. Điều này khiến người dân đốt rừng để lấy đất canh tác hoặc trồng cỏ chăn nuôi gia súc. Do rừng Amazon quá rộng lớn, cư dân thưa thớt, nên khi cháy đến 3 tuần thì qua hình ảnh vệ tinh, con người chúng ta mới biết lá phổi xanh của trái đất đang lâm nguy. Và hậu quả thảm khốc để lại là gì? Rừng Amazon tạo ra khoảng 20% lượng oxy của cả thế giới và thường được gọi là lá phổi của hành tinh. Theo Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên, nếu rừng Amazon bị hủy hoại, không thể thay đổi được, nó có thể bắt đầu thải ra carbon, tác nhân chính gây biến đổi khí hậu, đồng nghĩa với việc trái đất nóng lên nhanh hơn. So với những năm trước đó, thiệt hại của cháy rừng Amazon năm nay là chưa từng có tiền lệ. Ảnh hưởng của phá rừng ở Amazon không chỉ gói gọn ở Amazon, nó ảnh hưởng tới tất cả chúng ta. Trong tuần này, báo chí đều đưa tin về cảnh tượng giật mình khi màn khói dày đặc từ cháy rừng Amazon bay xa tới 3.200 km, phủ kín thành phố Sao Paulo của Brazil, khiến thành phố tối đen ngay giữa ban ngày. Những dải rừng mưa rộng lớn đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái thế giới vì chúng hấp thu nhiệt thay vì phản chiếu trở lại bầu khí quyển. Rừng mưa cũng hút khí CO2 và nhả ra oxy, đảm bảo thải ra ít carbon hơn và giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, với những đám cháy rừng dữ dội, nghiên cứu cho thấy có thể mất hơn một thế kỷ để hồi phục lại khả năng hút CO2 mà rừng đã mất đi. Rừng có thể mọc lại sau đám cháy, nhưng sẽ không thể nếu cứ vài năm lại xảy ra cháy và nếu đất rừng bị biến thành đất nông nghiệp. Chỉ trong năm nay và chỉ ở Brazil đã có hơn 74.000 vụ cháy, gần gấp đôi số vụ của cả năm 2018. Các nhà sinh thái khẳng định khi mất càng nhiều rừng, hậu quả càng đáng sợ. Cây ở Amazon giúp đưa nước từ đất và bầu khí quyển tạo ra lượng mưa cần thiết cho các khu vực khác. Đa dạng sinh thái cũng sẽ mất đi và đây là thiệt hại nặng nề với hành tinh. Hàng chục nghìn loài cây, hàng trăm ngàn côn trùng và các dạng sống hoang dã khác trong rừng Amazon sẽ bị ảnh hưởng. Chúng ta sẽ mất hàng triệu động vật. Nếu chúng ta vẫn muốn sống trên hành tinh xanh, bảo vệ và khôi phục rừng Amazon chưa bao giờ khẩn cấp hơn bây giờ. Rừng Amazon là một khu rừng lá rộng đất ẩm ở lưu vực Amazon, Nam Mỹ. Khu vực này diện tích 7 triệu km vuông,
trong khi đó rừng mưa chiếm 5,5 triệu km vuông. Dưới đây chúng ta hãy nhìn lại các sự thật hoang dã về rừng Amazon có thể bạn chưa từng nghe. 1. El Tunchi, linh hồn bảo vệ rừng già. Bạn đã xem siêu phẩm Avatar chưa? Chắc hẳn là bạn sẽ nhớ đến cây linh hồn của người dân trong phim. Họ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ đến cùng cây linh hồn. Nếu như người Á Đông có truyền thuyết về những vị thần rừng, thì với thổ dân Amazon lại tôn thờ kinh sợ El Tunchi, linh hồn của rừng núi. Trong truyền thuyết, El Tunchi không hình không dáng, đó là linh hồn của những người đã qua đời trong rừng rậm. El Tunchi bảo vệ rừng núi và sẽ trừng phạt tất cả những ai có ý định phá hoại rừng. Người ta kể rằng là El Tunchi hiện diện bằng những tiếng huýt sáo liên tục và to dần, chỉ xuất hiện ở nơi có kẻ phá hoại rừng mà thôi. Nếu những kẻ này huýt sáo bắt chước lại, El Tunchi sẽ xuất hiện và giết chết chúng. Thứ hai là La Lupuna, loài cây biết nguyền rủa. La Lupuna là tên gọi của những cây cổ thụ lớn trong rừng Amazon. Trong văn hóa địa phương, đây là những cây thần sở hữu những đặc tính kỳ diệu, có khả năng nguyền rủa bất cứ ai xâm phạm rừng già hoặc là xúc phạm chúng. Cũng vì thế mà La Lupuna còn được mệnh danh là cây phù thủy. Thương truyền bất cứ ai xâm phạm vào lãnh địa của cây như đi tiểu vào gốc cây đều sẽ bị nguyền rủa. Nạn nhân sẽ bị sưng dạ dày rồi vỡ ruột mà chết. Người ta còn đồn rằng để hãm hại một người chỉ cần vứt quần áo, đồ đạc của người ấy vào gốc cây. Bởi điều này không khác gì chủ nhân của bộ quần áo đó đang quấy nhiễu La Lupuna cả. La Lupuna mang theo mình lời nguyền kinh hãi cho những ai xâm phạm cấm địa. Không những vậy, nhựa cây của La Lupuna còn chứa chất kịch độc, chúng thường được các phù thủy sử dụng để bào chế độc dược. Có các loài động vật quý hiếm có nguy cơ biến mất trong đám cháy rộng lớn của rừng Amazon thì sao? Đầu tiên, thằn lằn Jesu. Đây là loài thằn lằn phổ biến ở Trung và Nam Mỹ, nhất là trong khu vực Amazon rộng lớn. Chúng sinh sống trong các hốc cây để hâm nóng nhiệt độ cơ thể. Khi giật mình bởi kẻ thù, những con thằn lằn này thường nhảy xuống suối hoặc dòng sông để tẩu thoát. Chúng chạy rất nhanh, có thể đạt tốc độ từ 15 đến 16 dặm một giờ. Nếu như chúng có kích thước lớn như con người, vận tốc sẽ đạt là 800 dặm một giờ. Vì sự nhanh nhẹn trên, chúng có thể chạy trên mặt nước như bay. Thứ hai là ếch thủy tinh. Ếch thủy tinh, kích thước của ếch thủy tinh không lớn, chúng thường dài từ 3 đến 7,5cm. Chúng chủ yếu hoạt động vào ban đêm. Hiện giới khoa học chưa biết loài ếch này ăn gì, nhưng họ cho rằng chúng có thể ăn côn trùng nhỏ. Lớp da dưới bụng của loài ếch này khá trong, nên có thể nhìn thấy tim, gan, đường tiêu hóa của chúng. Thứ ba là ếch phi tiêu độc. Loài ếch này được mệnh danh là sát thủ sắc màu, tên gọi được bắt nguồn từ việc thổ dân da đỏ vùng Trung Nam Mỹ lấy chất độc của chúng tẩm vào đầu cái mũi phi tiêu và phục vụ cho quá trình săn bắt. Màu sắc và sự phô trương của loài ếch phi tiêu độc này chính là một cách tuyên bố ngầm với kẻ thù về một chiến thuật tự bảo vệ và chiến đấu được gọi tên là xua đuổi bằng sắc màu. Thứ tư là cá Candiru. Đây có lẽ là loài động vật nước ngọt đáng sợ nhất, dù kích thước của nó khá bé nhỏ. Về bản chất, Candiru thuộc vào họ cá da trơn, nhưng chúng luôn sống bằng cách ăn thịt những con cá lớn hơn ở Amazon. Chúng cũng rất hiếu chiến và sẵn sàng cắn người nếu tình cờ đụng độ. Cá heo hồng, pink, dolphin hay là bathos được biết đến là loài cá heo thông minh nhất trong số các loài. Não chúng lớn hơn não người 40%. Chúng thân thiện, nhạy cảm, sống hòa hợp với con người trong nhiều thế kỷ. Nhưng hiện nay các chuyên gia nói chúng đối mặt với nạn tuyệt chủng ở một số nhánh sông. Thứ năm, La Tanrila, chim tạo bùa yêu. Sống ven bờ trung tâm Guatemala và phía bắc Brazil, loài vạc nhiệt đới có đôi chân dài La Tanrila được mệnh danh là chim phù thủy. Sở dĩ như vậy vì xương chân của La Tanrila có thể sử dụng làm bùa yêu. Cụ thể, để khai thác sức mạnh của loài vạc này, người ta sẽ giết chúng chôn dưới đất tới khi nào thịt mục nát và bị phân hủy hết. Sau đó, xương chân bên phải của loài này được lấy lên. Vậy là đã có một chiếc bùa yêu hoàn chỉnh. Người sở hữu bùa yêu La Tanrila sẽ bách chiến bách thắng trong tình trường. Vì cấu trúc xương rỗng nên khi được đào lên, người ta sẽ dùng xương chân này làm ống nhòm và nhìn vào đối tượng mình hướng tới. Sau đó về nhà và ẩn mình 12 giờ đồng hồ và không gặp ai. Chắc chắn bạn sẽ giành được con tim người ấy.